cơm mà phải rửa chén rồi tiếp chị thì cô quần áo nó tôi giặt vậy hả? Sao chị không giả đừng có nói bà ơi, bà ơi, bà ơi, nó quay phim không có thận gì chứ, nó quay động cơ nghèo còn sống mà nói tào lao mà nói sống thôi. Bữa nay cũng như nó quay đào hoàng quá cậu bạn bị quýnh khùng trả về nước năm nay 11 nó quay phim nói chuyện đàng hoàng. Dạ dạ bữa nay bữa nay tất cả ở đây là đây cô hỏi đàng hoàng về bánh hàng chồng ghen rồi quýnh khùng trả về một ngày rồi chút xíu cô kể cho con rồi rồi bây giờ bữa nay tất cả là đây cũng có một phần quà tặng cho cô với chị Mơ. Đã cho tôi không? Đó con nói cho mấy cậu nghe. Cho nhà này cho số nghèo 10 năm nay rồi. Bà khóc đâu có gì qua đó. Cho con gửi vô cô ha. Cho 10 năm nay rồi. Bây giờ cái mấy ông đi tích cho đồ đạc cái bán bút cho nghèo ra lại rồi. Vậy hả? Không cho. Nhân ảnh đó. Vậy. Xin tiền đó nè. Bút cho nghèo đâu có cho. Đây em bữa nay em có phần quà tặng cho chị Mơ nha. Cảm ơn anh chị nha. Dạ. Chúc anh chị mừng ăn năm mới phát tài phát lộc. Dạ. Thôi thôi đừng có quỳ, đừng quỳ, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Tại vì em cũng không có tiền nữa, nhưng mà nói thẳng ra là em cũng lớn rồi, em không có nhận vàng tiền gì nữa. Tại vì em cũng còn ham vui chứ không có bầu mình có chồng con gì, không ai uống cà phê em chứ. Dạ cho tiền để em mua bánh ăn. Còn cái vụ mà vì ba vì qua bệnh hoạn nghĩa đấy là cái màn đó màn sát, chứ em không tiền này không có sử dụng được cái vụ này. Vua nào phải nằm vua đó. Nó có câu. Có khâu nào khâu đó chứ thấp từng trèo lên cao đúng nhớ vậy là hiểu đó rồi, rồi. Cảm ơn anh chị cho dẫn đi chùa rồi, à, sau mình sẽ tặng một bản ca cổ ra cho khán giả ta cười chơi sớm kiền sống chứ không phải là ca để mình nhận tiền của lộ là vàng nghe khán giả cho người 5,000, 10,000 tiền túi xài đúng vậy nhắc cho túi nhắc cho thôi nói trên chùa ta cho nhóc cho gạo cho tiền nhóc của cô ta làm phước cho chơi cho tấp ta lên trên xe bún bánh ta cũng làm trời tôi khổ lắm gì ơi năm nay 77 tuổi ta chưa có chồng con nó lo nào mai bả đi trời nó mà ung thư gan kiếm chỗ nào mà mai bả đi tháng 10 chết okay. Ủa ông nào chết vợ con mai bả mẹ đi con mình chết luôn rồi giờ chết rồi thằng trai ung thư gan chết rồi chị Mơ nè thì cô á nuôi chị từ nhỏ tới lớn nó có 6 ngày lúc chị sinh ra mẹ chị sinh ra 6 ngày cô kể đi uống thuốc tự giận ba có vợ bé vậy hả cái này là ca của bạn bây giờ bé má nó tự giận chết có 6 ngày thì làm gì nuôi có 2 anh cho em có cái nhà là anh có chồng con đây rồi đó này là ba quyết đủ anh không có chồng Hàn Quốc em ở đâu tao quýnh khùng đi về cái cặp ông này nó đẻ đứa con giờ 11 tuổi tôi luôn muốn chết luôn dạ rồi con của chị Mơ ở đâu rồi mới thì đi chạy đâu vòng vòng nghe nó bảnh kìa mới về cho mấy chú mấy cô coi coi mi nè mấy ông đi tấp ngày hôm qua thấy xe không có nó ma nhập nữa ma nhập mua chiếc xe cho nó 8 triệu đặt điện này cho nó học gì hả 8 triệu về 15 triệu đó 8 triệu là con của chị Mơ ta lấy máy móc em vợ ra cho con đi học thôi chứ mướn ông đi tấp quay đó gọi chị Tâm lấy về đó tiền mua 8 triệu cho đặt điện đó lộ bộ không 800 người chém mướn bên kia 500 800 mấy trăm người bà có biết dạo này cho gạo rồi kia cho gạo cút cho nghèo đó rồi giờ không có cho nó mấy ông chăm đồ đạt rồi mấy ông nói già quá trời mấy ông cút cho nghèo vậy anh đây dễ thương nha cảm ơn anh nha tiền trường có vợ chưa có rồi vậy hả thì đẹp chứ vợ chưa năm nay nhiêu tuổi rồi nhỏ tới lớn luôn 32 nó có 6 ngày 32 tuổi hả 32 nước rồi khác nước rồi nấu cơm mà sáng giờ không có cho không có ăn mấy bạn ơi rồi bắt đầu bạn này bà nó bỏ đâu dẹp đó bà gì ơi tôi với bà không có hợp rồi chị á mẹ cô già rồi chị phải ăn cơm mà phải rửa chén rồi tiếp chị thì cô quần áo nó tôi giặt rồi vậy hả sao chị không giả đừng có nói bà ơi nó tao quay phim không có hận gì chứ nó quay hận cho nghèo cuộc sống mà nói tào lao mà nói xấu nữa được không nói xấu không à ăn rồi rửa chén tắm nó thấy ra là điện nước đóng tháng là 380-400 rồi bếp ga nữa là 500-600 ai kêu tôi chặt cổi chặt đi quay phim em nói cho anh nghe ha quay là người ta không quay bà người ta quay em không chứ tôi đâu có gì đâu quay tôi người ta nói gì nè anh ta nói là con Mơ là dạng nó chưa có chồng điểm thứ nhất điểm thứ hai nữa là nó không có đất ruộng điểm thứ ba nữa là nó không có tình yêu rồi điểm thứ tư nó không có nghề nghiệp là nó vừa bệnh tâm thần mà nó vừa bệnh quỷ ma rồi nó ăn nói không ngọt cái đồng bào anh em đồng nghiệp ta nó chửi người ta có ngày đập chết cô qua cô dốt nát quê mùa cô đâu có hiểu có đồng tiền luôn nước người ta anh nghĩ đi cái này mới đồng tiền đâu Mơ đã giặt chuông cái này hả
ông bà xây chuyển cái đầu rồi đưa vô cho em đó. Ông trên đó. Hồi đó nó gái tiếng gì vậy? Bằng tay đó là chuẩn bị vô tiền rồi đó. Tiếng gì nhà hàng rồi cái nó vô rồi 40. Mới nói vậy cho anh nghe, em bằng dữ lắm anh. Chả gì nữa, cái đó gái tiếng gì vậy? Chúng tôi lấy 16 tuổi nói anh tôi nghe, không bao giờ khóc mà có dám quét dầu. Tóc kia hả? Ỉa đáy anh. Bình thường hả? Em mặn rồi nè, đắng rồi đâu mà không dạng là bố, chùi lâu nè. Đẹp đó. Không bao giờ mà em mà cỡ mở bụng anh chị. Rồi bắt đầu em làm môn vậy nè. Bây giờ qua bên ba câu lãnh á, dặm lúa dặm đốc đó, luôn bằng nuôi bá đó. Rồi chị người dân mà bởi vì nó quýnh trạm dây kinh với hai là chích thuốc cho mình rồi không có chị. Anh đừng tin bả, em mặc dữ lắm. Mày chở tới thành phố mới khỏe năm nay. Hầu vậy nó nói nó ở đợi đó cậu. Chụp toilet tiểu đái cầu mằn dặm lúa dặm đốc dữ lắm. Hỏi bà cầu trời mằn đó. 16 tuổi mằn lỡ giò lỡ tay. Các anh em năm nay mới đợi. Mằn cắt lúa mà chổng ông ha, cắt mà tới 5 cho tiếng hồ. Cắt không ăn cơm luôn. Bây giờ là hết. Cắt lúa mà tới chổng mằn luôn hả? Cho cắt nhà nước không cho cắt nữa, cầm từ lũ hái ra cắt sang bên kia. Cắt gẹt 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 đổ nó không có bịch súng trang bây giờ còn bây giờ vẫn không có biết rồi đó. Bà dẫn đi mằn. Mằn lắm bà quên. Gái chị bà nhà hàng Bảy Thành. Còn hồi đó bà làm đi ruộng đồng ha, là hồi xưa anh chị biết ha, bà heo bà nuôi heo nái nha. Đất hồi chưa có gạch nè ha. Ủa bịch nè, rồi mẹ con nằm nước ngập mặn lắm. Bây giờ bà giàu giờ bà chẳng. Khi em cũng nhờ em đấy anh chị. Dạ, tháng 9 năm mái nhà gặp chân rồi nhờ bị tức cắt. Mẹ tức cắt ha. Dạ. Bữa nay vô chơi mấy đứa đồng nghiệp ha. Dạ. Hai người vô tấm trong nhà anh đó. Mặn dữ lắm. Mặn rồi bắt đầu chị Tân mấy ông bà xây chuyển cắt được cái nhà ha. Hai người dân nha. Chứ hồi đó chúng nó quay anh chị đâu có giàu. Ở với cha mẹ chứ mà cái cây me màu ca. Thạp đỏ cho cái nhà. Kìa chị mơ kìa. Đó cho anh nha. Người dân nha cô á nuôi chị từ nhỏ tới lớn chị phải thương nhau không? Thương chứ. Trời có 2 ký 2 nè. Sáu. Thương dữ lắm anh ruột. Bệnh hoạn nghĩa đái luôn. Thật là chồng không thương mình ha. Là có vợ bé rồi nội cũng vẫn thương. Nhưng mà phải nói nghe không nghe động. Kìa kìa cô nói. Quậy đó. Kìa chị mơ cô nói là có gừa cô không? Hả? Có gừa cô không? Lên cơm rồi quýnh luôn à. Dạ. Trời ơi, đầu chết chân bác. Quýnh hết á. Còn anh mà anh là anh này anh thương em anh biết đó. Em có dòng hồn ma nhập mà. Chính thông mi nói nè, mẹ con bây giờ con thương cộng đồng sẵn nghe rồi cộng đồng nghiệp. Anh nào yêu mẹ con yêu quá làm thầy pháp, thầy bà, quỷ ma, chị mẹ con bây giờ ma nhập. Đụng ở đâu đánh mắt ông hợp là gượt đó. Bà chạy không chơi cho bà chết. Bà chết. Có thằng Út bây giờ cũng đi coi tôi quỷ nhập đó. Ai mà chữ có ngành của mình sẵn đủ cháy không? Cháy đầu chạy đó. Rồi cô già quá sao cô kịp được, sao cô chạy kịp? Hả? Già quá hết chạy kịp. Không kịp thì bà chết tôi vô tù. Rồi ăn dạ. Đó thấy không? Đó. Để chở ra giác mà đi chứ. Thấy không? Chạy. Nhóc. Nhóc. Nó bỏ nó em đó. Quỷ đó không? Vậy hả? Nó giết ngồi đi ba cũng đặt. Ghê. Chặt bờ có. Ừ. Nó con ngoài tên chính xe nè, vậy em có biết đâu. Chặt phụp phụp đâu có cho tiền đâu. Bà chửi con ngại mấy thằng đó vô chặt bà luôn. Chặt tôi luôn ha. Luôn. Nó không có ăn ở nó chặt bỏ. Chặt ba khúc nó giúp bờ có. Bữa nay chạy chạy mấy tái Hòa Long. Bữa con kiếm đó hả? Ừ, khi có tái Hòa Long kiếm dạo. Ghê hả? Ai bà nói gì? Bữa em ghé đây chị không có nhà. Trời ơi nghe con My nói đó. Con My quá hạp. Nó anh em đồng nghiệp là con mơ quá thương anh chị luôn hạp. Hạp là thương tình nghĩa là nói chuyện chơi. Chứ cái vụ hành chính vợ chồng thì nó chưa có chính thức anh ruột. Cuộc sống ai mới biết, đề duyên ai mới biết. Ai giúp gì giúp, đừng gieo đừng báo. Trời cho gì mình hưởng. Vậy đó. Đừng có căng cao quá mà thâm thấp quá rồi dục hai cái căng thì con người mình cũng không có được rồi đâu. Nó cũng về con mình đó mà khùng tới nước á. Cũng vậy em không bả, em nuôi bả chị. Anh biết em xin gạo anh rồi có bắt đầu xin tiền xin đồ rồi nấu cơm bả ăn coi. Có nấu cơm luôn ha. Bộ em muốn một bơi chung. Nó bán chứ không cho tụi hộ. Bà này bà nói chuyện tao ra cho em đó. Cô nói là xin gạo về bán kìa chứ không cho ăn kìa. Ủa tôi cho là nó đem về nó để đi nó đậy nó giấu lại. Vậy hả? Từ lo thầy bà mà kỹ lưỡng lắm. Anh xịt chùa thơm chanh là nói chuyện nha. Tắm một ngày năm cháu giác. Chồng làm thầy, vợ làm thầy. Không phải nói tôi với ông vợ chồng chứ mà không có vợ nè. Nó khoái ông rồi đó. Ông cứ về làm cha bé rồi tôi thiệt. Thiệt. Tao làm thầy tao biết vậy tôi còn không làm thầy cũng nó ăn ở cái xếp. Em là thủ quyền tao tổ mà là anh biết nó xây chuyện lắm. Có đàn Út có nuôi em trong nhà trời ơi, có ghế chẳng không vô ngồi cho nó mát. Thôi ngồi ngồi đây mát thôi. Ngồi đây cho nó mát. Ở đây gió. Em mà chớ rồi. Trời ơi, nó vui đó. Trình hồi nãy anh em đi chỗ chơi nha. Rồi, ok, anh ok. Anh chở đi chơi chút giờ chạy vô quay luôn. Hợp lý. Trời ơi. Hồi nữa anh chị lên chảnh thấy bà sư cô xe bún bánh trò gạo quá nhiều. Xin em bao rồi nấu ăn. Thẻ ghê. Bà hung dữ lắm ơi, bà hung dữ. Quá trời quá la. Bà hung dữ mình xin bà chữ không? Qua hai ba kêu nguyên đàn ông là cái bà nói nè. Mấy anh đó nghe. Có đàn bà ta mặn không được, mấy anh mặn được, mấy anh ăn nhậu chích xì ke ma tí. Mà mấy anh nghĩ sao mà mấy anh kêu tôi đưa 1 triệu qua trời.
tiền của trung ương nhà nước người ta vô ra cũng cho chùa miếu cách tôi vô Nam Mô Địa Phật, cô ơi giờ con hết tiền ta tới nữa quỷ nữa là tới nữa hết quỷ già tới quỷ trẻ mà chữ tôi đi luôn hút tôi ở đây sáng tôi vô coi sao cái ngồi bà chữ ngồi bà cũng cho 5 ký gạo 2 bọc hai bọc không ăn cái nó cũng cho người ta luôn cho người này cho người kia cho cô đi cho cô nó có sao đó nó xin gì nó cho người này người bọc người kia nó ngọt không thôi mấy ông bán số đi ngang cái ao vô biểu coi tôi cho 50 ngàn giờ nghỉ ra nuôi vợ con chứ nhà ở trong nhà không có mấy ông là làm tốt vậy ừ, cho dữ lắm mà cho nhà tôi cũng không có anh coi cô này thương không nó nói cho anh ta nàng tao quýnh anh ta cái màu bảo khoản tôi quên thương bà này sẽ xử tôi nè thương á thấy là cô nuôi chị từ nhỏ tới lớn dạ. Thương là bà này với bà này hợp rồi đó chết nữa đó chơi rồi ai với ai hợp chị đó coi ai với ai hợp hai đứa mình băng mình băng còn nãy nãy băng rồi đó dạ chưa băng luôn hả cái này chưa băng luôn đàn ông mà ừ hợp cũng là hợp à hả hợp hợp tại em thấy là cô nuôi chị từ nhỏ mà lúc mới có mấy cảnh tôi nghèo lắm khi đi xin gạo ăn quần áo tự chồng mình đâu có tiền hôm nay tôi xin mừng cái bà cho tiền mừng đó trời nhà khổ lắm trời mưa dột đồ cô phải lắm trời nuôi nó phải lắm thấy nó tội nghiệp còn em đối với em á thì không có phải tiền vàng phải gì em cũng biết phá gì nữa nó biết là cười chết không phải vàng không phải tiền chứ phá không phá gì tình phải chào mê trai giờ dùng mê trai đó phải nói phải trai mê mê trai mà đẹp trai lắm nha đẹp trai mới chịu rồi lụa lắm mà hùng mà lụa sạch sẽ giờ giấy không lợi đó phải làm chủ làm cả vậy đó ở đợi không ờ chơi đó đẹp trai cơm này được không ờ gỡ trái lên đó ông mà tôi chịu nè ông dân thứ dữ đó ông cô mày đó anh với ông đi tôi chung tiền đi anh đi theo hoặc quả hảo đi anh gõ mỏ em tổ kinh chùa nè không ai chứ anh đâu anh đâu anh đốt thân em thì tụi mẹ chạy theo nha anh đứng ra làm ai đứa thành vợ anh chồng đám cưới mẹ đi để anh tăng nó cho 1 tỷ bạc đó nó giờ kiếm nào đi vậy hả dạ ở đi rồi nó cho 1 tỷ đám cưới chịu ổn không là mai cho rồi bây giờ tỷ về ở mày đâu đó chịu về đó ở không chịu về nhà đó không lặng không nít á giờ tôi với ông với bà ở 3 thằng nè ở chung đi ừ bà đưa tiền 1 tỷ bởi vậy chị Tân đưa 1 tỷ cứ đó vậy hả ừ chị Tân nói hả yêu cầu cô mơ còn có chịu chỗ nào hết là lần này tao đưa tiền cho đám cưới tỷ đưa 1 tỷ liền đám cưới gần gần 1 tỷ đó để ăn để uống cho vợ chồng tỷ chia ra chị nãy quá ừ để bao nhiêu mâm để nhà hàng Sài Gòn luôn ghê hả để clip luôn bao nhiêu mâm đó cho ăn thoải mái là dắt nó YouTube là quay thoải mái luôn ha thoải mái mấy ngàn người còn hơn Vũ Linh đó đám tang mà chơi đám cưới mà dạng ủng hộ tao vậy tao tôi đãi mà bà cũng đi đám cưới đó quá giỡn đâu hả chị đã làm chú hôn ở chú hôn phải kiếm ông nào mà ông xui nào mà chết vợ đó bà quá yêu lắm luôn phải không em chứ còn em ha ờ mừng dữ lắm mừng 6 ngày dạ có kia bác đó còn anh này là đất năm đó mà không sao nó không thương bả à ta ai em khùng mà thương ai nó em không có thương bả em thương chị ha? Ừ em nhìn lắm em chưa ngập cái này khác không biết nào gì mà sao thấy thương tùm lum hết trơn lớp à thương ổng rồi giờ lại thương chị là thương sao thương hết luôn thương hết hả thương ba ngày này luôn thương nhiều mà thương ông này ủa sao kỳ vậy ông này chữ quá à ở chung trong nhà mà không thương ông đó sao không thương ông này đập nồi đập chảo mặn như phá sản tôi quá mặn như chồng tôi bỏ hết trơn à chồng tôi nói rồi giờ anh mà lo cho em quá thì bây giờ trong gia đình này em mặn em cho bà con dòng họ ăn rồi trơn anh lo không nổi anh phải kiếm con cái khác để mặn ăn tự em sống thôi rồi tôi giờ tôi mặn tự chủ nữa tự mày đi tự tao làm không cần nào chứ bây giờ không cần nào ở đâu anh coi bà thầy phá sản vua đó nó phải giỡn đâu mà chơi không lại bả đâu hả chị chơi không lại bả chú trời ơi vô sòng bài cũng mà nó không có đồng bạc á đứng cha đang ngồi đó tay tay ăn ngay của mình ở sau lưng mình trông cho lại nè ờ ba tay đang ăn mình lại nè gì đây nè đừng trông cho bả ăn đã mình xin 100 ngàn đứng nè bả phải chữ nè bù cái chủ tu thánh thần đó thôi tôi nói lại ông luôn đứng sau lưng lên dạy lại đang cho bả được ờ vậy chính lúc ba tay ăn còn ba ăn mời bả cho bả cua rồi bắt đầu bả thẹt ra nè bả ngồi anh bả lặt tiền bả chung người ta bằng cái bù bả chữ bà nội chú quýnh luôn người ta đi cái nó giật người ta nó chạy bả ăn thì có cho 100 bả ăn 2-3 triệu bạc còn mình thôi anh còn á mà bả chữ mình còn mời trông cho bả tay ăn không tôi ăn bả 100 ngàn đỏ nó bắt tôi quýnh cho lưng mời người được 20 ngàn không chạy nữa tết nay bắt đầu chia thịt trơn có nguyên sòng bài làm xạo lắm dạ chia nè Tết. Ba lá chia thịt trơn luôn xong nè cái tôi đứng sao mà tay tôi hỏi anh tay tôi cũng ấy nè tôi đứng mà cho luôn 100 má tôi bấm cho má bên công ty tôi bấm vô phá tưởng đâu mà mình bả làm dẫu nha chia hội
ăn cây sao ba tây, cây sao ba ba mười thua chữ bà nội sớm kiện thành phố nội cừ đậu quân bắn đá gà quấn lộn nha. Lão gì ông dạng đi đú xin được dạng đó, tôi cho bà trăm mà tôi nghiệp từ nó phá của chưa chia chồng bà cho trước đi hết ha, ai cho tiền cho gạo cho bánh gì hết. Anh bằng cái gì anh tin anh đưa 50 ngàn trước là bắt đầu tao cho anh ăn trước đó. Anh tin đâu? Còn anh mà chia tao chơi cái đồng bài mà anh thử anh ăn là chơi nguyên cái tàu á, chơi đám ma mà anh ngược lên chung ra luôn. Kìa mà cô nói là chị Mơ đang phá của kìa, có đúng không? Em cái gì vậy? Không, không có ba cục á, giữ của. Giữ bà nội. Giữ của kìa, chị Mơ nó bà tháng rồi, bà đâu có từng. Giữ gì? Mua cái gì về là cắt dấu. Kìa kìa, con Mỹ mới nói kìa, dễ muốn thì cũng chết kìa, tao kêu là. Thôi đừng có đáo quá, vợ chồng tao. Tại người ta làm buồn, đó cháu buồn quá, đó là bao cần. Nó khùng đứa không? Nói gì nó thiên tầng đi. Anh coi cái cô này với cô này đâu có thần hả? Không thần hả? Không giữ cho làm vua mà thần hả anh? Em người này mà nói chết chị, cô này làm gì? Bà làm đứng thay em. Không nghĩ em đi đâu theo em giữ đó, quỷ đó. Vậy hả? Chồng con này bà khóa luôn xe bốn bánh. Bà không có thằng kia thứ cấp giờ còn giờ xăm mình kìa, chở xe bốn bánh đi xe bà khóa em.